Xin chào quý vị và các bạn. Mấy ngày hôm nay thì trên không gian mạng đang rất nóng về cái vụ Hoàng Duy Hải. Thực ra thì vụ án này đã rõ mười mươi ra rồi, mọi chứng cứ đã rất là rõ ràng. Nhưng mà có một số kẻ chống phá nhà nước Việt Nam thì chúng đang lợi dụng vào một số sơ sót của cơ quan điều tra để mà chúng xuyên tạc cái vụ án này. Chính vì vậy mà tôi cũng không muốn nhắc lại về vụ án này, nhưng buộc hôm nay tôi phải lên đây để nói rõ một lần về cái động cơ của những bọn đang chống phá nhà nước Việt Nam. Chúng muốn làm cho nhà nước Việt Nam mất đi cái uy tín và làm cho cơ quan tư pháp của Việt Nam mất uy tín với nhân dân. Và hôm nay tôi xin cùng với các bạn chia sẻ tất cả những cái điều mà bọn chống phá nhà nước Việt Nam, bọn dân chủ cội, bọn Ba Sọc và một số những thành phần thoái hóa biến chất đang xuyên tạc và đang làm méo mó những cái thông tin về vụ án Hoàng Duy Hải. Đấy. Thì thực ra cái tính đúng sai của vụ án thì tôi không muốn nêu rõ ở đây, vì cái việc này đã có cơ quan nhà nước xét xử, họ là người có chuyên môn và họ là người mà nắm rõ tất cả thông tin về vụ án nhất. Chúng ta có biết thì cũng chỉ biết qua báo chí thôi, nó cũng không thể nào mà toàn diện được. Và lại tôi thì cũng chẳng phải là người làm luật, cho nên nói thật sự là tôi cũng không dám phán xét gì ở đây là đúng và sai. Chỉ biết rằng với một cái tư cách là một cái công dân nhà nước Việt Nam và với những thông tin mà chúng ta biết được ấy, thì chúng ta cũng nhận thấy rằng cái vụ án Hoàng Duy Hải nó không quá phức tạp như người ta nghĩ. Bởi vì rất đơn giản là bản thân nghi phạm đã thừa nhận, hai lần thừa nhận mình là người gây ra cái vụ án đó, và tất cả những cái chứng cứ, những cái bằng chứng khác đã chứng minh cái vụ án đó là do Hoàng Duy Hải gây ra. Mặc dù hai cái vật chứng rất là quan trọng, đó chính là cái thớt và con dao, thì đã bị vô tình đi tiêu hủy bởi những cái nhân viên làm bưu điện đã dọn dẹp cái hiện trường sau khi mà cơ quan điều tra rút đi. Đây là một trong những cái thiếu sót thì tôi cũng thừa nhận, và mọi người cũng thừa nhận rằng đây là cái sự yếu kém của cơ quan điều tra, sự thiếu sót của họ. Chính vì vậy nó gây nên một cái sự hiểu lầm rất lớn cho nhiều người Việt Nam. Nhiều người người ta cho rằng đây là cái việc cơ quan điều tra đang cố tình tạo dựng một cái hiện trường giả, rồi ép cung Hồ Duy Hải để mà chạy tội cho một cái người tên là Nguyễn Thanh Nghị, cháu của bà Trương Mỹ Hoa nào đấy. Thì tôi thấy điều này rất là nực cười, bởi vì họ đã đưa cái một cái vụ án hình sự bình thường, một vụ án cướp của, giết người, hiếp dâm, thành một cái vụ án chính trị. Đây là một trong những cái mà bọn Ba Sọc, bọn dân chủ cuội, chúng nó đang cố tình làm mất uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm mất uy tín của nhà nước Việt Nam. Đấy. Thì như các bạn đã biết ấy, là nhiều người ngụy biện cái vấn đề này, họ cố tình gán ghép cái ý đồ chính trị vào vụ án. Đấy. Họ cố tình cho rằng cơ quan điều tra là không trung thực, tạo cái hiện trường giả, ép cung để làm sai lệch vụ án. Nhưng mà họ chỉ dựa vào mỗi một cái tình tiết duy nhất là gì? Là cái thớt và con dao được mua về. Nhưng mà họ cố tình lãng quên đi rằng cái thớt với con dao đó đã được chụp ảnh lại tại hiện trường. Và ban đầu cơ quan điều tra họ cũng đi theo cái hướng là tìm những vật sắc nhọn, bởi vì hai người nạn nhân đó chết là do chết bị cứa cổ. Còn cái mà cô Vân ấy, là cô em ấy, thì mới bị đập đầu vào cái thớt. Thì ban đầu là họ tìm những vật cứng và họ tìm những vật sắc nhọn. Chính vậy mà họ bỏ qua cái vật chứng rất là quan trọng. Quan trọng nhưng không phải là có thiết yếu nhé. Đó chính là cái thớt và con dao. Thì sau khi mà Hồ Duy Hải khai ra là đã dùng thớt đập đầu vào cô Vân, là cái cô mà đi mua hoa quả về sau ấy, thì cơ quan điều tra đến hiện trường để thu giữ. Thì rất tiếc, đó là các nhân viên làm trong bưu điện đã tiêu hủy cái thớt đó, vì trong cái thớt đó nó có dính máu. Và theo cái phong tục của người Việt Nam ấy, thì những cái gì của người chết là người ta thường tiêu hủy, người ta thường đốt đi. Và không ai dám sử dụng cái vật của người chết, nhất đây là một vụ giết người mà đã có dính máu, thì không ai người ta giữ lại cái đó. Và cũng phải thừa nhận đây là một thiếu sót của việc điều tra. Nhưng cũng như là các vị thẩm phán đã nói, dù có hay không cái thớt thì cái bản chất của vụ án này nó không thay đổi. Các bạn tưởng tượng đi, một con lợn nó có thiếu đi một cái tai hay thiếu đi một cái chân thì nó vẫn là con lợn, chứ không phải là thiếu đi một cái tai hay một cái chân
nó biến thành một con voi. Đấy, bản chất nó vẫn là một con lợn. Rất nhiều những tình tiết khác đủ chứng minh Hồ Duy Hải là người giết người. Đấy, và trong điều tra vụ án, trong kết luận của tòa án thì bao giờ là cái quan trọng nhất chính là lời khai của phạm nhân. Mà phạm nhân này đã là người nhận tội, không những nhận một lần ở tòa sơ thẩm mà tòa phúc thẩm cũng đã nhận tội. Và sau đó thì anh ta không hề kêu oan, anh ta chỉ có đơn, làm đơn xin cứu xét, giảm án lên chủ tịch nước. Sau khi bị chủ tịch nước bác đơn thì mới làm đơn kêu oan. Đấy, có nghĩa là anh ta mới cố tình phản cung kêu oan để cố vớt vát cái mạng sống cho mình. Đấy là cái bản chất của vụ án nó là như thế. Thì có một cái điều là gì? Cái con dao và cái thớt là cơ quan điều tra người ta nhờ nhân chứng mua về để làm cái vật đồng dạng, làm cái vật mô phỏng cho cái vụ giết người, chứ không phải là mua cái thớt và con dao về để làm vật chứng kết tội vụ án. Đấy. Vì tất cả những cái chứng cứ khác, ví dụ như Hồ Duy Hải đã nhận tội là cái thứ nhất, từ cái việc lời khai của ấy cô bán hoa quả, từ cái lời chứng thực của cái người bán vàng là đã chứng thực là Hồ Duy Hải đi ra bán đồ trang sức như thế nào, bao nhiêu tiền, rồi Hồ Duy Hải bán sim ở đâu, tất cả đã được chứng thực. Và cái điều đó nó hoàn toàn phù hợp với những gì xảy ra ở tại hiện trường vụ án. Thì căn cứ vào những cái đó và kể cả cái vết tinh trùng ở trên xác của nạn nhân, thì căn cứ vào những cái đó để mà hội đồng thẩm định người ta kết luận Hoàng Duy Hải là kẻ giết người. Đấy, chứ không phải là người ta căn cứ vào con dao hay cái thớt mua về để mà người ta kết luận. Nhưng mà những cái kẻ đang chống phá nhà nước Việt Nam, họ đang cố tình đánh tráo khái niệm là cơ quan điều tra mua một cái thớt, mua một con dao ở ngoài chợ về để tạo dựng hiện trường giả, bắt Hồ Duy Hải nhận tội thay cho một cái con cháu của một quan chức nhà nước. Xin lỗi đi, bộ ủy viên Bộ Chính trị Đinh Lao Thăng kia kìa, còn nhận 30 năm tù. Rồi mấy cái ông gọi là cao cấp như là bộ trưởng Bộ Thông tin còn bị vào tù. Chứ con cháu của một cái quan chức nó là cái gì mà người ta phải bao che. Hơn thế nữa, cái vụ án xét xử giám đốc thẩm này được tới 17 vị thẩm phán rất có uy tín, rất có trình độ. Người ta xét xử và xét xử trong 3 ngày. Và người ta thảo luận rất kỹ về các tình tiết kháng nghị của Viện Kiểm soát Nhân dân Tối cao. Chứ không phải là cái việc người ta chỉ xét xử trong một buổi một tiếng, mà đây là 3 ngày với 17 người, người ta thảo luận lên thảo luận xuống, lật lên lật xuống tất cả các tình tiết, người ta mới kết luận. Và cả 17 vị đều công khai cái phán quyết của mình, chứ không phải là người ta bỏ phiếu kín hay là người ta làm việc kín để mà thay đổi kết quả. Những người nào người ta giơ tay là người ta phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình, chịu trách nhiệm trước pháp luật và nhân dân về các cái quyết định của mình. Chính vì vậy mà cái vụ này là vụ rất là quan trọng, đã được chính văn phòng chủ tịch nước đề nghị Viện Kiểm soát kháng nghị lại và đề nghị xem xét lại theo pháp luật. Và rất nhiều báo chí, nhân dân cho đến kể cả nước ngoài người ta cũng chú ý. Chính vì vậy mà người ta xét xử cái vụ này phải rất là công bằng, rất là chuẩn xác, chứ không phải là kết luận một cách hồ đồ. Đấy là cái thứ nhất. Một cái nữa là rất nhiều thằng Ba Sọc và Dân Chủ Cuội nó nói là và trong đó có cả những cái người mà được gọi là rất có chức vụ như là ông Lưu Bình Nhưỡng, rồi ông gì nhỉ? Ông Lưu Bình Nhưỡng, rồi một số ông như ông Trương Trọng Nghĩa chẳng hạn. Những cái người này lên trên đài, trên báo, nhất là ông Lưu Bình Nhưỡng, ông ấy lên trên báo Việt Tân, là một cái báo mà nhà nước Việt Nam đã cho rằng đây là một cái tổ chức khủng bố, để nói rằng cái này là vi phạm quyền tố tụng. Rồi ông Trương Trọng Nghĩa thì ông ấy cho là gì? Nếu như không có được vật chứng thì phải thả người ta ra. Tôi thấy rất là tức cười. Có nhiều vụ án mình không thể thu giữ được vật chứng giết người. Đơn giản là ví dụ như có những cái vụ án nó giết người ở trên sông chẳng hạn, hoặc là ở trên cầu,
những cái tội phạm nó có thể giết người sau đó nó vứt cái vật dụng lên, nó dùng dao đâm chết người đi. Tôi ví dụ là có ở trên đang đi trên cầu có thằng nó cướp, nó dùng dao nó rút ra nó đâm chết người đi, sau đó thì nó vứt con dao xuống dưới dòng sông, rồi con dao đó không tìm được, nhưng mà rất nhiều những cái chứng cứ khác có thể chứng minh được cái người đó là giết người. Thế chỉ vì con dao không tìm được mà chúng ta lại tuyên người đó là vô tội à? Cái này là cái rất là buồn cười mà những cái người này không hiểu là họ làm quyền cao chức trọng, thậm chí họ là đại biểu quốc hội, mà họ lại nói những cái câu mà rất là trẻ con và mơ hồ. Đành rằng chúng ta góp ý để cho cái nền tư pháp càng ngày càng tiến bộ và văn minh, nhưng đây không phải là kiểu góp ý xây dựng, mà với những cái lời lẽ và thái độ của các ông là mang tính kích bác, làm loạn lòng dân và làm loạn xã hội. Tôi nói thật ý, cái đặc trưng của cái người dân Việt Nam là gì? Nó rất là tò mò. Vì sao? Những cái gì mà gọi gương tốt hoặc những cái gì việc làm tốt ý, thì họ đọc, họ không đọc, hoặc là đọc rất là lướt lướt thôi. Nhưng những cái gì mang cái tính giật gân, cướp, giết, hiếp, oan sai hoặc là những cái gì đó thì họ đọc rất kỹ, thậm chí họ lan truyền, họ share, họ chia sẻ rất là nhiều. Nhưng mà chính những cái vị có chức sắc trong cái đất nước này lại nói lên những cái mà có thể rất phiến diện. Bản thân các vị không là người trong cuộc, không là người điều tra, cũng chỉ nghe một phía rồi các vị kết luận những cái điều như thế. Đấy là các vị đang kích động lòng dân để làm cho người dân người ta không còn tin vào cái đất nước này, không còn tin vào cái pháp luật này nữa. Các vị đang gây tội ác với nhân dân chứ không phải là các vị đang bảo vệ công lý đâu. Tôi đồng ý rằng trong cái vụ này có nhiều thiếu sót, có nhiều cái mà nó đã vi phạm cái việc điều tra. Và cái điều này trong cái vụ giám đốc thẩm, người ta cũng đã mạnh dạn thừa nhận cái điều đó là sai sót. Nhưng người ta cũng đã nhắc lại rất nhiều lần là cái sai sót đó nó không làm ảnh hưởng đến cái bản chất của vụ án. Bởi vì rất nhiều những cái tình tiết chứng cứ khác đã kết luận được cái vụ án. Đấy, nhưng mà chính các vị làm cho cái, các vị phóng đại cái sự việc này lên, làm cho rối loạn, làm cho cái bọn chống phá nhà nước Việt Nam nó lợi dụng vào đấy để nó làm cho loạn cái vụ này lên. Nó làm cho những cái người mà người ta thiếu hiểu biết ấy, người ta không biết đâu là đúng nữa. Người ta chỉ nghĩ rằng à, thế là cơ quan công an rồi cơ quan điều tra rồi nhà nước Việt Nam là đang cố tình làm sai lệch vụ án, cố tình bắt Hồ Duy Hải phải chết thay cho một cái người nào đó là con của quan chức. Các vị nghĩ như thế các vị có xứng đáng làm đại biểu của nhân dân không? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tôi thấy là có rất nhiều người mà lớn tuổi có uy tín, thậm chí là cựu chiến binh, nói những câu rất hồ đồ. Có ông comment là gì? 17 vị thẩm phán mà lại không hiểu luật. Tôi cũng bó tay, tôi chẳng hiểu ông ấy trình độ đến đâu, ông ấy có học thức đến đâu mà ông ấy có thể phát biểu như vậy. Nếu như ông giỏi hơn 17 vị thẩm phán đó thì tại sao ông không ra giúp nước giúp dân, không ra làm quan chức đi để mà giúp đất nước này tiến bộ lên, hay là chỉ ngồi đấy để phá? Những người mà người ta ngồi trong cái hội đồng thẩm phán đó là những người phải thực sự là những người có trình độ, vậy rất am hiểu luật thì mới được ngồi vào đó, chứ không phải cho một cái thằng ất ơ ở ngoài nào vào để làm thẩm phán được. Cho nên khi các vị phát biểu lên ấy thì các vị hãy suy nghĩ một tí. Đấy là tôi nói luôn về cái điều đó. Thế rồi gì? Cái vụ án này thì thực ra ấy, nó không có gì là quá phức tạp. Chẳng qua là vì nó có sự thiếu sót của cái cơ quan điều tra thôi, nên nó lại tạo nên cái sự phức tạp. Chứ còn nếu như mà người ta thu giữ cái thớt đó, thu giữ con dao đó và không bị tiêu hủy bởi những cái người làm ở bưu điện của voi, thì giờ này Hoàng Duy Hải chắc chắn đã xuống chầu Diêm Vương rồi, cho nhanh. Nhưng mà như là ông Bùi Ngọc Hòa, ông ấy đã nói tất cả các cái tình tiết khác đủ để chứng minh rằng Hồ Duy Hải là người giết người, và người ta bác bỏ 18 cái kháng nghị của Viện Kiểm sát. Và rõ ràng là những cái người đó, người ta rồi cái bọn Ba Sọc, rồi rất nhiều người nêu ra những cái vụ án oan của ông Nguyễn Thanh Trấn, rồi ông Huỳnh Văn Nén, rồi một số các vụ án oan khác để đã bao biện cho cái vụ này. Tất nhiên là án oan thì nước nào cũng có, nước mình cũng có, nhưng không phải là vụ nào cũng giống vụ nào. Đừng bao giờ nghĩ rằng à, trước đây có án oan thì vụ này cũng sẽ oan. Vậy thì cứ bất kỳ một cái vụ án nào cũng nghi ngờ là oan sai, cũng phải giám đốc thẩm, cũng phải xử đi xử lại lên xuống đến 3 lần 7 lượt như thế này.
Thế thì lấy đâu ra thời gian để mà xử những vụ khác? Tôi chỉ nói cái vụ ông Bùi Ngọc Hòa ông đã nói, cái vụ này nó khác cái vụ ông Nguyễn Thanh Trấn và ông Huỳnh Văn Nén là sao? Là vì những cái chứng cứ gỡ tội cho cái vụ ông Trấn và ông Nén bị bỏ qua. Đấy. Còn cái vụ này ấy, là 17 vị thẩm phán người ta đã xem xét rất kỹ từng tình tiết của vụ án để người ta kết luận. Và người ta kết luận một cách độc lập, 17 người là 17 người, 17 quyết định khác nhau, và họ phải chịu trước pháp luật và nhân dân với các quyết định của mình. Thì không có một cái lý gì mà 17 người, người thẩm phán như thế mà người ta lại cố tình làm sai. Hơn thế nữa là tôi cũng đã nói Hồ Duy Hải không phải là một cái con người nguy hiểm tới mức mà người ta phải buộc phải cố tình loại trừ ra khỏi xã hội. Đấy. Và cái thứ hai nữa, và hơn thế nữa ấy, là cái vụ này được nhà nước rất quan tâm, báo chí rất quan tâm, nên họ phải làm phải thật sự chính xác. Vì mỗi một cái quyết định sai lầm nó ảnh hưởng đến uy tín của nhà nước Việt Nam. Đấy. Họ, những cái người mà được gọi là có chức có quyền, được gọi là đại biểu quốc hội, họ đã cố tình tạo ra một cái dư luận xấu. Đấy. Làm mất niềm tin vào nhà nước và tạo cơ hội cho bọn phản động tuyên truyền. Các bạn có biết không? Bây giờ mẹ Hồ Duy Hải, chị Hồ Duy Hải đang là món mồi ngon cho bọn Việt Tân khai thác. Tôi thì tôi thấy thương hai người này chứ tôi không thấy ghét. Bởi vì nếu chúng ta đặt tâm trạng của chúng ta vào họ thì chúng ta cũng thế thôi. Vì thực ra hai người này là những người rất thiếu hiểu biết. Họ bị bơm vá bởi những cái bọn phản động, những cái thằng luật sư chống phá nhà nước, những cái bọn Việt Tân. Cho nên họ đang có cái họ đang rất mong muốn được cứu con, cứu em mình, mà lại nghe những người khác người ta bơm vá, người ta phân tích này nọ, thì họ bị kích động và họ bị lợi dụng. Cho nên đối với hai con người này tôi thấy thương hơn là tôi thấy trách họ. Họ đang bị cái bọn chống phá nhà nước Việt Nam lợi dụng, và chúng ta cần phải vạch mặt cái bọn chống phá nhà nước đó. Đấy. Tôi thì tôi thấy có một điều nữa là ở Việt Nam thì có rất là tự do ngôn luận và dân chủ, các vị có thể nói gì, có thể nói đến suy nghĩ của mình, nhưng mà các vị nói gì nó phải có căn cứ và đúng, chứ đừng mang những cái nhận xét cá nhân hoặc mang cái nhận xét mù mờ. Thậm chí có nhiều người không nắm rõ cái vụ việc này cũng nên phát biểu. Tôi đã nói rồi, phân tích về các vụ án thì tôi không phân tích, vì đơn giản là cái vụ việc này nó dành cho những người chuyên môn và dành cho những người thẩm phán. Còn đối với tôi ở đây ấy, tôi chỉ phân tích nhân rằng các vị đang cố tỏ ra là một người công minh, các vị đang cố tỏ ra là bênh Hồ Duy Hải, sống bênh cái tốt, nhưng thực ra những cái vụ, những cái việc mà các vị đang làm ấy, nó đang làm xấu cho xã hội. Đơn giản là vậy. Các vị nói với cái ngôn từ cực kỳ kích động, những cái ngôn từ của các vị không mang tính xây dựng, không mang tính góp ý, mà mang tính kích động. Và điều này là chúng tôi lên án kịch liệt. Bởi vì đơn giản một điều, chúng ta vừa mới bước qua một cái đại dịch Covid, chúng ta đang cần phải ổn định lại tinh thần để mà phát triển kinh tế, khôi phục lại kinh tế. Từ một cái vụ án hình sự bình thường, các vị phóng nó lên thành một cái vụ án chính trị, đưa cái yếu tố chính trị vào đây. Các vị nghĩ như thế có phải là công bằng không? Có đúng lương tâm với các vị không? Đối với Hồ Duy Hải, tôi nói thật, dù có Ủy ban Tư pháp Thường trực Quốc hội có đưa vụ án này xét lại một lần nữa, thì cũng không thể thoát khỏi án tử hình bởi những gì anh ta đã gây ra. Những sự thiếu sót của cơ quan điều tra tỉnh Long An, nó không thể làm thay đổi được cái bản chất của cái vụ việc này. Và không bao giờ có chuyện đây là sản phẩm của cơ quan điều tra, là việc ép cung hay là việc bị tra tấn gì cả. Hồ Duy Hải chưa bao giờ thừa nhận rằng mình bị ép cung hay bị tra tấn hay bị mớm cung gì cả, mà chỉ có ở mồm của các vị, từ những cái sự suy đoán bẩn thỉu với cái ý đồ chống phá nhà nước Việt Nam, các vị đã đưa vào đây cái yếu tố chính trị, làm cho đất nước này nó trở nên loạn lên. Nhân dân người ta đọc, người ta không còn có niềm tin vào Đảng, không còn có niềm tin vào đất nước, vào cái cơ quan tư pháp nữa.
Vậy thì đất nước này sẽ đi về đâu? Đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta, đừng bao giờ nghĩ rằng các vị là một cái vị công minh, là một quan thanh thiên ở đây cả. Không có đâu. Chính các vị đang làm rối loạn lòng dân ấy. Và tôi nên án cái điều này. Còn tôi tin rằng cái vụ án Hồ Duy Hải có thể được xét lại. Nhưng dù có xét lại thì kết quả vẫn vậy mà thôi. Tôi chỉ nói đơn giản một cái điều, vì tất cả những cái chứng cứ khác đủ kết tội Hồ Duy Hải phạm tội. Chứ không phải là việc cái thớt hay con dao, đúng là cái thớt con dao là vật để gây ra cái vụ án đó. Nhưng đôi khi có những cái vụ án người ta không thể tìm được cái vật chứng, nhưng những cái chứng cứ khác vẫn đủ để kết luận cái người đó phạm tội. Thế còn nói như ông Trương Trọng Nghĩa là cứ không có vật chứng là phải thả ra, thì bọn tội phạm nó sẽ rất là mừng, bởi vì nó chỉ cần tiêu hủy chứng cứ, tiêu hủy vật chứng phạm tội là nó có thể thong dong thoát tội. Điều đó là bất công cho xã hội, chứ không phải là công lý gì đâu. Đấy, cho nên hôm nay tôi muốn lên đây để lên án những cái vị giả danh giả nghĩa, gọi là đòi lại công bằng, phán xét về hệ thống pháp luật tư pháp của Việt Nam. Nhưng các vị không nghĩ đến cái lớn, những lời nói của các vị nó không mang tính, gọi là mang tính xây dựng đâu, mà nó đang mang tính gọi kích động người dân ấy. Các vị hãy nghĩ lại điều đó. Các vị có xứng đáng làm người đại biểu cho nhân dân hay không? Còn một số những cái vị cao tuổi, cán bộ hưu trí, tôi không hiểu nhận thức và trình độ đọc hiểu của các vị như thế nào, cũng lên tiếng, cũng lên tiếng bênh vực rồi chỉ trích. Tôi nói thật ý, nếu như các vị đã tài giỏi hơn 17 vị thẩm phán kia ấy, thì chắc chắn các vị đã không ngồi đấy để mà bình luận, comment như thế đâu. Và thế thôi, hôm nay mình chỉ xin phép chia sẻ với mọi người đến đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Xin cảm ơn.